xin chào mừng tất cả các em. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua rồi. Thầy rất vui khi được gặp lại các em trong giờ học âm nhạc trực tuyến. Thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Thầy chúc các em có giờ học đạt hiệu quả cao. Các em thân mến, trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng lên trước màn hình, chúng ta cùng khởi động theo bài hát Chú Voi Con ở bản ôn nhé. Các em vừa khởi động cùng bài hát Chú Voi Con ở bản đôn và có một bài hát cũng viết về những chú voi con rất là tinh nghịch của nhạc sĩ Phạm Tuyên, đó là bài hát Chúc Mừng Bạn Voi, bài học mà chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học số 28 ngày hôm nay. Với bài học này thì các em cũng cần đạt được một số yêu cầu như các em biết hát theo giai điệu và lời ca của bài hát, các em biết hát kết hợp với gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Qua bài học ngày hôm nay, các em cũng có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em cũng có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, có tình thương yêu các con vật có ích. Và để đạt hiệu quả cao trong giờ học thì các em cần chuẩn bị một số đồ dùng như các em chuẩn bị tập bài hát, chuẩn bị thanh phách và cốc nhựa để chúng ta sử dụng trong phần gõ đệm bài hát này nhé. Trước khi đi vào học hát, thầy mời các em cùng tìm hiểu đôi chút về nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tác giả nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, quê ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương. Ông có rất nhiều sáng tác cho thiếu nhi như bài hát Bà Còng Đi Chợ, Chiếc Đèn Ông Sao, Tiếng Chuông và Ngọn Cờ và bài hát hôm nay chúng ta học Chúc Mừng Bạn Voi. Năm 2012, nhạc sĩ được nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về văn học nghệ thuật. Ngay sau đây, thầy mời các em cùng lắng nghe và đung đưa nhẹ nhàng theo bài hát Chúc Mừng Bạn Voi nhé. Đang khát nước mong bao ngày dùng vài tươi nước về nơi nơi cảm ơn voi voi ơi phố tay lên ta chào mừng bạn voi phố tay lên voi là vui mọi người dùng voi hút nước rồi phun cây cây đang khát nước mong bao ngày dùng vài tươi nước về nơi nơi cảm ơn voi voi ơi phố tay lên ta chào mừng bạn voi phố tay lên voi làm vui mọi người dùng voi hút nước rồi phun cây cây đang khát nước mong bao ngày dùng voi tươi nước về nơi nơi cảm ơn voi voi ơi
Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát này nhé. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vòi nước tưới về nơi nơi, cảm ơn voi, voi ơi. Thầy mời các em cùng đọc lại nào. Sau đây, thầy mời các em học từng câu của bài hát này. Với mỗi một câu hát thì các em sẽ nghe thầy giáo hát mẫu, sau đó sẽ lắng nghe giai điệu và tự thể hiện câu hát nhé. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Các em hãy lắng nghe giai điệu nhé. Các em cùng thể hiện nào. Xin mời các em đến với câu hát số 2. Các em lắng nghe giai điệu. Xin mời các em cùng thể hiện nào. Tiếp theo, thầy mời các em ghép câu 1 và câu 2. Lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Các em lắng nghe giai điệu. Xin mời các em cùng thể hiện nào. Mời các em đến với câu hát số 3. Dùng vòi hút nước rồi phun cây. Các em lắng nghe giai điệu. Các em cùng thể hiện nào. Tiếp theo, thầy mời các em đến với câu hát số 4. Cây đang khát nước mong bao ngày. Các em lắng nghe giai điệu nhé. Tiếp theo, thầy mời các em ghép câu hát số 3 và câu hát số 4. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Các em lắng nghe giai điệu nhé. Các em cùng thể hiện câu 3 và câu 4 nào. Sau đây, các em sẽ ghép 4 câu của bài hát. Các em nghe lại giai điệu 4 câu của bài hát này nhé. Các em cùng thể hiện nào. Tiếp theo, mời các em đến với câu hát số 5. Các em nghe thầy giáo hát mẫu. Dùng vòi tưới nước về nơi nơi. Các em lắng nghe giai điệu nhé. Xin mời các em cùng thể hiện nào. Tiếp theo, thầy mời các em cùng đến với câu hát số 6. Cảm ơn voi, voi ơi. Thầy mời các em cùng thể hiện nào. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép câu hát số 5 và câu hát số 6. Dùng vòi tưới nước về nơi nơi, cảm ơn voi, voi ơi. Các em nghe lại giai điệu.
Tiếp theo, thầy mời các em cùng ghép câu 5 và câu 6. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép câu hát số 4, câu hát số 5 và câu hát số 6. Về đàng khát nước mong bao ngày, dùng vòi tưới nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi, các em đã học từng câu của bài hát này rồi. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép cả bài nhé. Các em ngắn lắng nghe lại giai điệu của bài hát này. Sau đây, thầy và các em cùng thể hiện nào. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi, thầy trò chúng ta cùng hát xong các câu của bài hát Chúc mừng bạn voi. Và để thể hiện bài hát thêm sinh động hơn, sau đây thầy mời các em dùng thanh phách hoặc là dùng những cái cốc nhựa, chúng ta gõ theo tiết tấu của bài vào những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình nhé. Vừa rồi các em đã hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca của bài hát này. Bạn nào mà chưa thực hiện tốt thì các em có thể dừng video và thực hiện lại nhiều lần nhé. Tiếp theo, thầy hướng dẫn các em hát và gõ đệm theo phách của bài hát này. Các em cũng có thể dùng thanh phách và cốc nhựa, chúng ta gõ vào những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình. Xin cảm ơn các em, thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện rất tốt là phần này rồi. Các em thân mến, sau đây thầy mời các em cùng hát theo nhạc đệm của bài hát này nhé.
Em thân mến, như vậy là vừa rồi thầy trò chúng mình cùng tìm hiểu bài hát Chúc mừng bạn voi. Ở nhà, các em hãy chăm chỉ luyện tập để có giọng hát hay và biểu diễn bài hát trong các thành viên cùng gia đình mình cùng xem nhé. Và tích cực thực hiện tốt thông điệp 5K. Các em có thể sáng tạo các động tác phụ họa cho bài hát này. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau. Thầy chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay.